đò xuôi bằng chiếc đũa thăm một lời nhắn đưa. Chiếc cây đa bên cũ con đò xưa, chờ người thương đã. Thương đã có nghĩa thì đang vội mưa em bừng chưa trên trời chưa có đám mây xanh chính giữa mây trắng chừng xung quanh có mây vàng ôi là phù tình vàng chừng. Là duyên mà là chi lắm bấy chừ cái nhà em công.